Dạ. Chào cả nhà, hôm nay 29 Tết âm lịch. Dạ, gói bánh chưng ở bên Úc nha. Gói bánh chưng bằng lá chuối. Từ đi cắt ở vườn và một chị tặng cho một túi lá chuối đông lạnh. Năm đầu tiên gói bánh chưng bằng lá chuối. Đây là gạo nếp nè, 2 cân, 1 cân đậu xanh, 3 chỉ và mỡ khổ. Mình thích ăn nhiều mỡ. Tất cả đều là chế. Đâu các bà? Đâu các bà? Cái này được bao nhiêu cái? Cắt đi. Đứng như này luôn đang mà mua cũng được mà cần được thì sát em cho cần giá hồn không cơm là nhiều đấy. Cho một miếng mỡ, một miếng thịt đi. Miếng mỡ đi.
ngon dễ thương nào. Không hiểu gì. Mát gì. Như này góc dễ to lắm. Nhưng này nó góc nữa. Cái góc nó là cái góc trên này này. Chứ không là... dễ bị khỏi lắm. Bỏ vào cái
chặt lắm. Đây rồi. Vào đi, mời bạn từ nãy giờ gọi. Tắt đi con. Chưa được thổi nến là chưa vui à? Mẹ gói 6 cái và tính ra như thì tưởng là 6 cái bánh mẹ to hết được đáp ứng của mẹ. Mẹ luộc thì nhất thì là cỡ nào? Mẹ làm thế rồi. Nhưng mà không hiểu là mà gói 6 cái cho được bao hết vào đấy thì 3 cái xong rồi, từ lúc sáng chỉ ra đấy nhưng mà bây giờ được xong rồi, tốt rồi. Đây có một món chứ. Dạ, không hỏi, tôi lấy khuôn đấy. Dạ? Dạ, không hỏi khuôn. Lúc nào phải trồng bụi tre đã, năm sau mới có lạt. Mạng bên Úc, Nhật, mạng ở đầu Việt Nam, America thì nét ra không luôn. Mạng không nắm được ngay làm sao. Đi bên
lỏng hay này nhiều biết mà. Lỏng này khả năng là này nó mà có túi lông lắm. Túi lông thấy rồi. Này này anh lấy quát mập vào. Không chắc từng này ca cách là được. Giờ xanh không trắng rồi. Bác xem chụp ảnh năm rồi còn gì. Chụp ảnh năm sấp đấy. Bằng nhau nhưng mà gấp đôi. Vâng, bắt buộc phải mặc đồng phục suốt cả tuần đấy. Vâng. Nhưng mà bọn học sinh ấy, mùa đông cái hồi mới sang ấy, bọn nó vẫn mặc quần đùi đi học đấy. Trời, bên này nó nắng, mùa đông này có nắng dữ hơn, không mưa nữa. Trong lớp thì ấm nhưng mà bọn nó chịu lạnh giỏi lắm. Trong lớp không ấm đâu, mở cửa sổ bật tiêu nhập quá. Bọn nó chịu lạnh siêu lắm, trời mà lạnh ơi là lạnh mà bọn nó toàn mặc quần đùi đi học. Dạ. Mới gói được cái em đầu tiên, đang gói cái thứ hai. Này 6-7 cái. Nói bây giờ hết thì thôi. Mẹ còn nhiều cái áo mà lớn cho con bảo mẹ không? Cái áo mà đỏ xanh xong rồi có cái cột chuối này. Nó mua này. Hôm nay có cái này cái là mẹ ông nó mua này. Chắc là không được mà cái màu khác mà cái màu xanh nó đi đâu. Cái áo jumper ấy. Nó không có cái màu khác đâu. Là coi như là như kiểu là bây giờ mới gói thì có được sao không? Dạ. Bây giờ mới gói có được sao? Tức là gói xong thì luộc luôn. Kìa. Bố sáng bố gói cho anh nhá. Kìa. Biết thế bố sang bố gói cho anh. Thế mà năm sau bố phải sang bố gói đi. Thế năm sau sang gói đi. Ở đây là phải mặc đồng phục để còn đi xe buýt trường ấy. Nhưng mà cái ngày không đồ mặc đồ, không phải mặc đồng phục thì vẫn đi xe buýt trường. Đi được. Đương nhiên là đi được, đương nhiên là đi được ý. Nhưng mà có những cái bạn đã xuống những cái chỗ mà nó không trông đi. Nồi cơm này nấu có ổn không anh? Sao không lan thành cái góc? Mấy cái góc
cái lá thừa hình này này, to to này này, kiểu gấp vuông vuông. Mầm 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 đây này, mầm đang ở trường thế này. Rồi, con đây ở nhà, ở nhà này. Ủa sao? Đấy, thế là nó có bo góc rồi. Đi học gần không? Chúng ta đã có một cái bo góc không xịn rồi. Đấy, úp góc trên đấy. Không, góc dưới thôi, chứ không úp góc trên. À, lép đi à? Vâng. Để cái góc dưới thôi. Là tôi xuống này là thành ngọc thôi. Có hai cái liền. Chắc là được, cái bật lên là gọi được, lâu lâu không sạc rồi. Được. Lại leo nhiều. Sao động tí là con cứ leo nhà nó nhéo nhỉ thỏ. Yeah.
Hôm nay rồi tôi kia thì đi cái chỗ là xã bên đây và đây. Muốn xem vào đâu?